Thưa quý vị, quân đội Mỹ đã bất ngờ triển khai tên lửa và lính dù từ Alaska, cung cấp binh sĩ từ Hawaii và Western đến đảo hoang vắng Semia. Theo tờ Star and Strive, Thiếu tướng Joseph Hinberg, chỉ huy sư đoàn không quân số 11 đóng tại Fort Wainwright, cho hay việc triển khai là bài kiểm tra khả năng di chuyển nhanh của quân đội Mỹ. Đảo Semia thuộc quần đảo Elotian nằm cách thành phố Anchorage lớn nhất của bang Alaska, Mỹ, khoảng 1.930 km về phía tây nam. Ông Hinberg cho biết, việc tự kiểm tra thông qua hoạt động lần này và các hoạt động tương tự là rất quan trọng đối với quốc phòng Mỹ cũng như duy trì khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và mở rộng. Cũng theo ông, việc triển khai các lực lượng có khả năng chiến đấu một cách nhanh chóng và hiệu quả đến bất kỳ địa điểm nào, dù xa xôi đến đâu, đều rất quan trọng để hỗ trợ quốc gia và mối quan hệ bền chặt với các nước đồng minh và đối tác. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2018, binh lính từ Frost Wainwright được triển khai đến Semia, hòn đảo biệt lập và là nơi hoạt động của căn cứ không quân Erickson. Đây cũng là căn cứ quân sự gần nhất của Mỹ với Nga. Căn cứ Ericsson nằm cách hòn đảo gần nhất do Nga sở hữu 450 km và cách Petropavlovsk, thủ phủ của vùng lãnh thổ Kamchatka của Nga hơn 1.000 km. Hoạt động triển khai được quân đội Mỹ tiến hành từ tuần trước, bao gồm các thành phần thuộc lực lượng đặc nhiệm đa miền số 1 và số 3. Những đơn vị này đang vận hành nhiều loại thiết bị như HIMARS, loại pháo phản lực di động mà Ukraine đang sử dụng trong xung đột với Nga. Một đơn vị HIMARS cũng từng được triển khai đến đảo Semia vào năm 2020. Ngoài ra, lực lượng đặc nhiệm Shell của Hải quân Mỹ đã tiến hành một cuộc tập trận trên đảo vào tháng 9 năm 2023. Việc Mỹ bất ngờ triển khai quân và tên lửa tới đảo Semia diễn ra vào thời điểm Nga và Trung Quốc đang tiến hành cuộc tập trận chung Ocean 2024 trên biển Nhật Bản, Hàn Quốc gọi là Biển Đông. Theo Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ, sau máy bay tuần tra của Nga đã bay qua vùng nhận dạng phòng không gần Alaska từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 9, song không máy bay nào của Nga xâm phạm không phận Mỹ. Theo ông Hilbert, vào tháng 6, Nga và Trung Quốc từng tiến hành cuộc tuần tra chung chưa từng có bằng máy bay ném bom qua vùng nhận diện phòng không Alaska. Khi số lượng các cuộc tập trận gia tăng xung quanh Alaska và trên khắp khu vực bao gồm cuộc tuần tra chung của máy bay ném bom Nga và Trung Quốc vào tháng 6, hoạt động triển khai đến đảo Semia chứng minh năng lực ứng phó trước các sự kiện ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương hoặc trên toàn cầu của sư đoàn với một lực lượng sẵn sàng chiến đấu chỉ trong vòng vài giờ, ông Hinbert nhấn mạnh. Hiện quân đội Mỹ chưa cho biết khi nào việc triển khai ở đảo Semia sẽ kết thúc. Tuy nhiên, các hoạt động trước đây thường kết thúc trước khi mùa đông đến do tình hình thời tiết cực kỳ xấu ở quần đảo Aleutian. Theo Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg, việc cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga không phải là làn danh đỏ. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Stoltenberg nhắc lại rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần tuyên bố về làn danh đỏ mà nếu bước qua, căng thẳng sẽ leo thang. Tổng thư ký xâm mãn nhiệm của NATO ủng hộ các nước thành viên đồng ý cho Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhấn mạnh rằng nếu điều này xảy ra sẽ không kéo liên minh quân sự vào cuộc xung đột với moscow người đứng đầu nato cũng lưu ý bất kỳ quyết định cụ thể nào về vấn đề trên đều phải do tự từng đồng minh đưa ra vì mỗi nước thành viên có chính sách khác nhau tổng thống putin cho biết kiev không thể tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ nga nếu không có thông tin từ các vệ tinh của châu âu và mỹ vì vậy theo ông vấn đề không phải là việc cho phép sử dụng tên lửa của phương tây mà là sự tham gia trực tiếp của các nước nato vào xung đột liên quan xung đột đại sứ mỹ tại liên hợp quốc linda thomas greenfield cho hay washington đã được biết kế hoạch chiến thắng do tổng thống ukraine volodymyr zelensky đề xuất theo bà thomas greenfield kế hoạch này đưa ra chiến lược rõ ràng mà theo phía mỹ là thực tế nói rõ chúng tôi tin rằng ông ấy đã đưa ra một chiến lược và một kế hoạch có thể thực hiện được kế hoạch trên là một trong những điều kiện quan trọng để thảo luận sâu hơn về khả năng cung cấp cho kiev tên lửa tầm xa có thể dùng để tấn công lãnh thổ nga mỹ đã nhiều lần tuyên bố rằng trước khi chấp thuận những hành động như vậy họ phải tin tưởng Bộ Chỉ huy Ukraine có một chiến lược rõ ràng nhằm đạt được các mục tiêu quân sự. Trước đó, Washington đã bày tỏ lo ngại xung đột có thể leo thang nếu Ukraine bắt đầu sử dụng vũ khí tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Trả lời phỏng vấn tạp chí Chính sách đối ngoại của Mỹ, ông Stoltenberg khẳng định NATO sẽ không trở thành một bên trong cuộc xung đột tại Ukraina, ngay cả khi các quốc gia thành viên cho phép Ukraina sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Ông cũng nói thêm rằng NATO theo dõi chặt chẽ những gì Nga đang thực hiện trong thế trận hạt nhân của mình. Cùng ngày, đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzia nhấn mạnh lập trường trước đó của tổng thống Vladimir Putin rằng các nước nato hiện không chỉ thảo luận về việc có nên cho phép ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do phương tây sản xuất mà về cơ bản là quyết định xem có nên trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột ở ukraine hay không ông nebezia đồng thời cảnh báo nga sẽ đưa ra quyết định dựa trên các mối đe dọa với quốc gia diễn biến tiềm tàng này có thể thay đổi căn bản mối quan hệ giữa nga và phương tây nếu quyết định dỡ bỏ lệnh hạn chế vũ khí thực sự được đưa ra hoặc sẽ được đưa ra điều đó có nghĩa là từ thời điểm đó các nước nato sẽ bắt đầu chiến tranh trực tiếp với nga trong trường hợp này như các bạn chúng tôi sẽ phải đưa ra các quyết định có liên quan tới tất cả những hậu quả mà phương tây sẽ phải gánh chịu Việc sử dụng các loại vũ khí như vậy chỉ có thể thực hiện được nếu bạn có quyền truy cập và dữ liệu tình báo từ vệ tinh của Mỹ và Liên minh châu Âu. Điều này Ukraine không thể làm được. Kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra, hồi tháng 2 năm 2022, phương Tây đã có những hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí của Ukraine để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Nguyên nhân chủ yếu là lo ngại khả năng leo thang căng thẳng giữa các cường quốc. Tuy nhiên, thời gian gần đây có nhiều dấu hiệu cho thấy sự thay đổi đang diễn ra. Anh đã quyết định cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow để tấn công Nga. Tờ Politico của Mỹ cũng đưa tin rằng Nhà Trắng đang thảo luận về việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu cụ thể. Quyết định chính thức vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York vài ngày tới có thể sẽ đánh dấu bước ngoặt quan trọng. Việc dỡ bỏ các hạn chế về sử dụng vũ khí cho Ukraine từ lâu đã là vấn đề gây chia rẽ giữa các nước phương Tây. Thủ tướng Đức Olaf Scholz hồi tuần trước tuyên bố sẽ không cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do nước này cung cấp để thực hiện các cuộc tấn công tầm xa, ngay cả khi các quốc gia khác quyết định làm như vậy. Trong khi đó, lập trường của Pháp khá mơ hồ. Tổng thống Emmanuel Macron hồi tháng 5 vừa qua tuyên bố Pháp nói chung sẽ không phản đối việc sử dụng tên lửa như vậy. Theo chuyên gia Neya Vysimaya Gadreta của nga, các quan chức phương tây dường như hiểu rõ rằng các cuộc tấn công sâu vào nga không chỉ bằng máy bay không người lái mà bằng bất kỳ loại vũ khí nào do NATO cung cấp đều sẽ thay đổi hoàn toàn bản chất của cuộc xung đột. Mỹ cũng đang chờ đợi cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 5 tháng 11 tới, một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị Mỹ. Hai ứng cử viên cho chiếc ghế ở Nhà Trắng, bà Kamala Harris và ông Donald Trump dường như có những ý tưởng khác nhau về cách chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, tại Hội nghị An ninh ở Trung Quốc ngày 13 tháng 9, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin tuyên bố Nga có kinh nghiệm độc đáo trong việc chống lại nhiều loại vũ khí phương Tây ở Ukraine, và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm này với các đối tác. Cụ thể, tại buổi họp báo Thứ trưởng Quốc phòng Nga cũng chia sẻ thêm về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã tái tạo chiến tranh hiện đại và cho thấy vũ khí của Nga có khả năng đánh bại vũ khí phương Tây. Mỹ, Anh bàn về tên lửa tầm xa Ông Fomin đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh phương Tây đã gửi cho Ukraine những loại tên lửa tầm xa như ATACMS và Storm Shadow SCALP. Cho đến nay, Kiev chỉ dùng những tên lửa này để chống lại lực lượng nga ở bán đảo Crimea và vùng Donbass thuộc miền đông Ukraine. Theo nguồn tin thân cận, tuy nhiên tờ The New York Times ngày 12 tháng 9 dẫn lời các quan chức châu Âu cho rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden dường như sắp cho phép Ukraine dùng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào trong lãnh thổ nga, miễn là không sử dụng ATACMS do Mỹ gửi. Vấn đề này sẽ được thảo luận trong chuyến thăm đầu tiên giữa Washington DC của Thủ tướng Anh. K.E. vào ngày 13 tháng 9 theo giờ Mỹ. Anh đã ra hiệu với Mỹ rằng London muốn cho Kiev dùng Storm Shadow SCALP do Anh và Pháp cùng phát triển để tấn công các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga, nhưng muốn có sự cho phép rõ ràng từ Tổng thống Biden nhằm thể hiện một sự chiến lược phối hợp với Mỹ và Pháp. Giới chức Mỹ tiết lộ rằng ông Biden vẫn chưa đưa ra quyết định, nhưng sẽ nghe ông Stammer trình bày vào ngày 13 tháng 9. Theo tờ The New York Times, nếu được chấp thuận, quyết định cho phép Kiev dùng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga có thể sẽ giúp lực lượng Ukraine giữ vững vị trí sau khi chiếm lãnh thổ Nga như họ đã làm trong cuộc tấn công vào tỉnh Kursk của Nga hồi tháng trước. Tuy nhiên, ông Biden đã do so dự không cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công đất Nga, đặc biệt là sau cảnh báo từ các cơ quan tình báo Mỹ rằng Nga có thể đáp trả bằng cách hỗ trợ Iran nhằm mục tiêu vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông cảnh báo mới từ ông Putin. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12 tháng 9 khẳng định Ukraine không có khả năng sử dụng các hệ thống vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp, theo RT. Ông lưu ý rằng những cuộc tấn công sử dụng vũ khí như thế đòi hỏi Ukraine phải có thông tin tình báo từ cấp vệ tinh NATO, trong khi dữ liệu cần thiết cho việc khai hỏa có thể chỉ được cung cấp bởi quân nhân NATO. Ông Putin cảnh báo rằng nếu quyết định cho phép Ukraine dùng vũ khí tầm xa của phương Tây, tấn công lãnh thổ Nga được thực hiện, điều đó đồng nghĩa với các nước NATO đang tham gia trực tiếp cuộc xung đột ở Ukraine. Đại đế Putin nhấn mạnh, sự tham gia trực tiếp của họ đương nhiên làm thay đổi lớn cho bản chất xung đột, do đó Nga sẽ đưa ra các quyết định phù hợp dựa trên mối đe dọa mà chúng tôi đối diện. Thượng nghị sĩ Fenn, phó tướng của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay, vạch ra kế hoạch đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine. Thượng nghị sĩ bang Ohio Venn tuyên bố, ông Donald Trump có một đề xuất cụ thể nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, người đồng hành trong chiến dịch tranh cử của ông. Ông Trump đã nhiều lần nói rằng, ông sẽ chấm dứt cuộc chiến trong vòng 24 giờ nếu đắc cử. Gần đây nhất là tại cuộc tranh luận vào hôm thứ Ba với Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên Đảng Dân Chủ kế nhiệm Tổng thống Joe Biden. Trong một cuộc phỏng vấn trên Postcard, ông Venn nói với cựu hải quân Hoa Kỳ Seal và nhà thầu CIA Sarian rằng, để kết thúc chiến tranh, bạn cần một người mà trước hết mọi người đều khiếp sợ. Bạn cần phải lo lắng rằng nếu Donald Trump hay Kamala Harris nói điều gì đó thì họ thực sự có ý đó. Nhưng bạn tin điều đó với Donald Trump, bạn không tin điều đó với Kamala Harris, đó là sự gian đề. Khi được hỏi về đề xuất hòa bình của ông Trump sẽ như thế nào, ông Venn đã phát thảo một kịch bản mà ông cho là có thể xảy ra. Ukraine sẽ giữ được độc lập và chủ quyền, nhưng Nga nhận được sự đảm bảo về tính trung lập từ Ukraine, nước này không tham gia vào NATO và các tổ chức tương tự khác, ông Ven nói. Trong khi đó, việc tái thiết Ukraine sẽ phải được tài trợ chủ yếu bởi Đức và các nước EU, những nước mà ông Ven cho là đã bảo lãnh cho nỗ lực chiến tranh của Kyiv. Ông Ven nói rằng ở Nga họ sợ ông Trump, Châu Âu lo lắng vì ông ấy, bởi ông thực sự nghiêm túc với những gì ông nói. Theo ông Ven, Moscow, Kyiv và EU đều muốn xung đột chấm dứt, nhưng giao tranh vẫn tiếp diễn vì ông Biden ngủ quên sau tay lái, còn bà Harris không biết đang làm gì. Phó tướng Đảng Cộng hòa nói thêm. Chính sách của họ là nếm tiền vào vấn đề này. Hy vọng người Ukraine có thể đạt được chiến thắng quân sự mà ngay cả người Ukraine cũng nói rằng chúng tôi không thể đạt được. Sau đó trong chương trình, Ven cho biết, ông chán ngấy việc lãng phí mạng sống của người Mỹ để làm cảnh sát của thế giới và gọi chính sách hiện tại của Mỹ đối với Nga là ngông nghếch. Ông Ven đã phản đối việc Mỹ tiếp tục tài trợ cho nỗ lực chiến tranh của Ukraine, cáo buộc Nhà Trắng không có kế hoạch khả thi cho chiến thắng của Kiev. Trong một bài xã luận trên tờ New York Times vào tháng 4, ông lập luận rằng để giành chiến thắng, sẽ cần nhiều quân hơn mức Ukraine có thể dự thảo và nhiều vũ khí hơn mức mà Mỹ có thể sản xuất. Nga đã tuyên bố tính trung lập của Ukraine là một trong những mục tiêu chính của nước này. Trong khi đó, Kiev đã loại trừ bất kỳ cuộc đàm phán nào không dựa trên công thức hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky, một danh sách các yêu cầu theo chủ nghĩa tối đa mà Moscow chế diễu là xa rời thực tế. Theo thông báo của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Ukraine, hôm 11 tháng 9, quân đội Nga đã tiến hành 14 cuộc không kích vào khu vực biên giới thuộc các tỉnh Sumy và Chernigov ở phía bắc Ukraine. Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Ukraine cho biết Nga đã tấn công vào Semenovka, Ivashchenkove, Volodymyrovka, Bila Bereza, sloboda Kindratoka và Popovka. Tính đến 16 giờ cùng ngày, số lượng các cuộc giao tranh đã lên tới 58 cuộc, phần lớn xảy ra ở mặt trận Pokrovske và Kurakove. Trên mặt trận Pokrovsk đã ghi nhận 16 cuộc giao tranh. Các trận chiến diễn ra quyết liệt nhất là ở Novochorské và Mikhailovka. Trên mặt trận Kurakove, quân đội Nga đã tấn công các vị trí của Ukraine 14 lần trong ngày 11 tháng 9. Quân đội Nga đã cố gắng tiến vào khu vực Konstantinovka, Ukranka và Kirovka. Nga cũng đã thực hiện 9 cuộc tấn công ở mặt trận Liman, nhắm vào Makovka, Neveske, Terani, Grekovka, druze và tve Dolibove đồng thời tấn công các vị trí của Ukraine trên mặt trận Kupiansk 6 lần. Tại mặt trận Kursk, lực lượng vũ trang Nga đã giành lại một số khu định cư mà Ukraine đã kiểm soát và tiếp tục tiến công trên một vùng lãnh thổ rộng lớn. Quân đội Nga đã có thể thiết lập quyền kiểm soát trên một khu vực rộng khoảng 150 km vuông. Lực lượng vũ trang Nga đang tích cực tiến hành các hoạt động tác chiến, tiến gần đến server sát nơi Moscow đang chuẩn bị cho cuộc tấn công quyết định vào các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine. Cuộc phản công của quân đội Nga ở khu vực Kursk bắt đầu sau quá trình chuẩn bị nghiêm túc và các hoạt động tích cực nhằm giành lại các vùng lãnh thổ mà các đơn vị Ukraine đang kiểm soát ở một số khu định cư biên giới. Trong ngày qua, một số khu định cư quan trọng đã được Nga giành lại cho phép họ tiến công và chiếm được các vị trí chiến lược quan trọng. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự Chính trị thuộc lực lượng vũ trang Nga, kiêm chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, Thiếu tướng Apti Alaudinov Al vào hôm 11 tháng 9 tuyên bố, quân đội Nga đã giành lại 10 khu định cư ở Kursk. Theo tướng Nga, quân đội Ukraine đang phải chịu tổn thất nặng nề và bắt đầu nhận ra rằng việc giữ vững vùng lãnh thổ này sẽ không phải là chuyện dễ dàng. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc được không quân và pháo binh hỗ trợ, đã đẩy lùi cuộc phản công của lực lượng Ukraine vào khu định cư Apasnovska. Quân đội Nga cũng đã ngăn chặn các nỗ lực tấn công của Ukraine vào các khu định cư Chekaskaya, Konopenka, Voroki và Fanasyevka. Nga tuyên bố 10 quân nhân Ukraine đã bị bắt trong ngày máy bay chiến đấu của Nga tấn công các khu tập trung quân Ukraine ở vùng Sumy của Ukraine, nơi giáp biên giới Nga. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết Ukraine đã mất hơn 350 quân và 13 xe bọc thép. Tính từ khi bắt đầu chiến dịch Kursk, Ukraine thiệt hại hơn 12.200 quân, 96 xe tăng, 42 xe chiến đấu bộ binh, 77 xe bọc thép chở quân, 656 xe chiến đấu bọc thép, 401 phương tiện, 90 khẩu pháo, 26 bệ phóng pháo đa nòng, 8 bệ phóng tên lửa phòng không, 7 radar phản pháo, 2 radar phòng không, 8 thiết bị công binh. Một số video được chia sẻ cho thấy lực lượng Nga dường như đang đẩy lùi quân đội Ukraine tại một khu vực do Kiev kiểm soát ở Kursk. Một kênh Telegram thân Nga đã đăng tải các video cho thấy bước tiến của trung đoàn cận vệ số 51 thuộc lực lượng nhảy dù Nga gần khu định cư Snegost. Đoạn video được quay từ máy bay không người lái, dường như cho thấy một trận chiến ở khu vực nông thôn có sự tham gia của nhiều xe bọc thép. Việc lực lượng vũ trang Ukraine rút khỏi khu vực Kursk và rút lui ở Donbass có thể dẫn đến việc Ukraine đầu hàng hoàn toàn. Đây có thể là kịch bản xấu nhất với Ukraine và sẽ để lại hậu quả mãi mãi. Theo giáo sư người Na Uy, Glendia Zen viết trên mạng xã hội X cho rằng vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk có thể sụp đổ do cuộc phản công của Nga. Giáo sư Glenn Dierzen cho biết, sau khi tiêu diệt các lực lượng Ukraine xâm nhập Kursk, Nga đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ và giành lại 125 km vuông và 8 làng ở đây. Ông dự đoán về những gì đang diễn ra ở Kursk. Điều này xảy ra rất nhanh và có thể dẫn đến sự sụp đổ rộng hơn của mặt trận Kursk nếu Ukraine không thể ổn định tình hình. Cũng tin liệu xấu cho lực lượng Ukraine ở Kursk. Ông Carlo Masala, chuyên gia quân sự tại Đại học Bundeswehr ở Munich, Đức cho biết, trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Đức Tagescho, rằng việc lực lượng vũ trang Ukraine rút khỏi khu vực Kursk và rút lui ở Donbass có thể dẫn đến việc Ukraine đầu hàng hoàn toàn. Chuyên gia Masala cho hay, trong trường hợp xấu nhất, việc Ukraine phải đầu hàng sẽ là kịch bản tồi tệ nhất. Nếu các vị trí ở khu vực Kursk bị mất và nếu Nga tiếp tục tấn công ở khu vực Donbass, thì Ukraine sẽ phải ngồi vào bàn đàm phán và thừa nhận rằng họ sẽ mãi mãi mất khoảng 25-27% lãnh thổ của mình. Ông Masala gọi diễn biến sự việc này là kịch bản xấu nhất đối với lực lượng vũ trang Ukraine. Theo Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal, Nga đã phá hủy hoàn toàn gần như tất cả các nhà máy điện ở thành phố Kharkov. Đây là tin xấu với Ukraine khi mùa đông sắp đến, đất nước đã mất một nửa công suất phát điện, nhập khẩu điện sẽ không đủ để vượt qua mùa lạnh. Chính quyền Ukraine đã tổ chức chuyển giao các nhà máy nồi hơi di động nhỏ đến thành phố với công suất không vượt quá một MW. Ông Shmyhal cho biết, Độ bền vững về năng lượng sẽ là một trong những thách thức lớn nhất của chúng tôi vào mùa thu và mùa đông này. Chúng tôi đã vượt qua ba mùa sưởi ấm thành công, nhưng mùa đông này sẽ không dễ dàng hơn, có thể còn khó khăn nhất. Lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công mạnh mẽ nhằm vào các cơ sở năng lượng ở các khu vực Donetsk, Zaporizhia, Sumy, Kharkov, Kherson và Chernikov. Bộ Năng lượng Ukraine xác nhận rằng các trạm biến áp đã bị hư hỏng và mất điện ở một số khu vực của đất nước. Công ty Điện lực Quốc gia Ukraine Ukrainecro dự định sẽ điều chỉnh các kế hoạch trong mùa đông sắp tới do các cuộc tấn công của Nga vào các cơ sở năng lượng của Ukraine. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Hedoman Garushchenko cũng cho rằng mùa đông tới sẽ là mùa đông khó khăn nhất trong lịch sử Ukraine. Theo ông Daluschenko, đất nước đã mất một nửa công suất phát điện, nhập khẩu điện sẽ không đủ để vượt qua mùa lạnh. Việc cắt điện luân phiên có thể kéo dài thêm 2 hoặc 3 năm nữa, do đó hệ thống năng lượng của Ukraine sẽ chỉ được khôi phục vào năm 2027, 2028. Thông tin vừa rồi đã kết lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình bản tin và tin tức thời sự hàng ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.